Xin kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cổng thông tin điện tử Chính phủ ngày 18 tháng 3 tại Vĩnh Phúc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025. Có thể mọi người sẽ dễ nhớ với từ khóa Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nhưng thực sự quá trình làm việc và những thông tin cơ bản về tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An thì có lẽ sẽ không nhiều người biết đến, như đồng chí Dương Văn An sinh ngày 15 tháng 2 năm 1971, quê quán tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, trình độ tiến sĩ kinh tế học, thạc sĩ kinh tế chính trị, cử nhân khoa học địa lý. Tháng 10 năm 1993 đến tháng 8 năm 1997, cán bộ Ban Thiếu nhi, trường học, cán bộ Ban Xây dựng đoàn, Phó Ban Tư tưởng Văn hóa, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế. Tháng 9 năm 1997 đến tháng 8 năm 2005, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế. Tháng 8 năm 2005 đến tháng 8 năm 2007, Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế. Tháng 8 năm 2007 đến tháng 8 năm 2008, Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn từ tháng 12 năm 2007, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế từ tháng 5 năm 2008. Tháng 8 năm 2008 đến tháng 8 năm 2009, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn. Tháng 8 năm 2009 đến tháng 12 năm 2011, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Tháng 1 năm 2012 đến tháng 3 năm 2014, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Tháng 3 năm 2014 đến tháng 10 năm 2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Tháng 10 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Tháng 7 năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, đại biểu Quốc hội khóa 15 và Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, Tổ trưởng Tổ đảng. Trở lại với buổi lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, chúc mừng đồng chí Dương Văn An được Bộ Chính trị tin tưởng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025. Khẳng định đồng chí Dương Văn An là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác được Đảng giao. Trong quá trình công tác, ở cương vị nào đồng chí cũng luôn nỗ lực, có đóng góp tích cực cho địa phương, cơ quan, đơn vị. Tin tưởng đồng chí ở cương vị công tác mới tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, bản lĩnh cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng đoàn kết nội bộ, xử lý có hiệu quả những tồn tại, vướng mắc, phấn đấu đạt kết quả tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17 gắn với nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu cùng đồng chí Dương Văn An, ổn định tình hình nội bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhấn mạnh, Vĩnh Phúc là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, nơi khởi nguồn của tư duy đổi mới, sáng tạo, tiên phong. Sau gần 30 năm tái lập, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển kinh tế xã hội. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí tin tưởng Vĩnh Phúc sẽ phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn thách thức, đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và cá nhân đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã điều động vị trí công tác mới. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An hứa sẽ luôn gương mẫu, trách nhiệm, rèn luyện nỗ lực hết mình làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao, cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy truyền thống quê hương, tập trung củng cố xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và trình độ, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên. đoàn kết khắc phục những tồn tại, hạn chế, hoàn thành tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 17 đã đề ra. Bí thư tỉnh ủy Dương Văn An mong muốn trong thời gian tới, Vĩnh Phúc tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, hỗ trợ giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cá nhân đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, các ban, bộ, ngành trung ương để Vĩnh Phúc tiếp tục có những bước phát triển mới, xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, phồn vinh như lời Bác Hồ từng căn dặn khi người về thăm tỉnh năm xưa. Không lâu trước ngày Tân Bí thư Vĩnh Phúc nhận vị trí công tác, địa phương Vĩnh Phúc đã thu hút sự quan tâm của dư luận với những sai phạm. Người tiền nhiệm của ông Dương Văn An là bà Hoàng Thị Thúy Lan, trước đó đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Bà Lan bị bắt nằm trong diễn biến vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, viết tắt Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, viết tắt Công ty Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Trước khi trở thành bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bà Hoàng Thị Thúy Lan từng có thời gian dài làm giáo viên trường cấp 2, sau đó công tác trong lĩnh vực đoàn thanh niên. Cụ thể, quá trình công tác của bà Hoàng Thị Thúy Lan thể hiện từ tháng 10 năm 1990 đến tháng 4 năm 1997, bà là giáo viên trường trung học cơ sở Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và là cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Vĩnh Yên, rồi làm phó bí thư thị đoàn Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 1 năm 1997 là tỉnh Vĩnh Phúc, từ tháng 11 năm 1995 đến tháng 4 năm 1997. Từ tháng 5 năm 1997 đến tháng 5 năm 2001, bà Lan là Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban Thường vụ tỉnh đoàn, Phó Chánh Văn phòng tỉnh đoàn, rồi Trưởng ban Tư tưởng, Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc. Từ tháng 6 năm 2001 đến tháng 6 năm 2004, bà Lan là Ủy viên kiêm Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Từ tháng 7 năm 2004, bà Lan trở thành bí thư tỉnh đoàn Vĩnh Phúc. Tháng 12 năm 2006 là bí thư đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 1 năm 2009 là Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 10 năm 2010 là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Tháng 5 năm 2012 là Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 5 năm 2015, bà Lan được bầu làm Phó Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa 15, nhiệm kỳ 2010-2015, kiêm Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Tháng 2 năm 2015, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 29 khóa 15, bà Lan được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 4 năm 2015, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15, họp kỳ thứ 12 bất thường. Tại kỳ họp này, bà Lan được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15. Đến tháng 10 năm 2015, bà tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy. Tháng 3 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, bà Lan được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 10 năm 2020, bà tiếp tục được bầu làm Bí thư tỉnh ủy với số phiếu tuyệt đối. Ngày 30 tháng 10 năm 2020, tại kỳ họp thứ 18, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 16, bà Lan được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bà Lan tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Trở lại diễn biến vụ án, bà Hoàng Thị Thúy Lan đã bị đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và bị bắt tạm giam. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!